Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị ra tối hậu thư, Chủ tịch Phúc quyết chiến tới cùng. Vào ngày 8 tháng 9, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay mặt Bộ Chính trị của Đảng ký văn bản thông báo số 20TB về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đáng chú ý, trong thông báo có 20 đề cập đến việc đề xuất đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương phân công bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi những người này bị kỷ luật. Đây là tờ trình số 02 vào ngày 10 tháng 8 năm 2022. Trong đó, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Đây là hình ảnh tối hậu thư đã được ban ra. Thông báo này ban ra chỉ còn cách hội nghị Trung ương 6 sắp tới khoảng chừng một tháng. Nhiều người có ý kiến cho rằng đây là lời tối hậu thư mà phía ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bởi ông Nguyễn Xuân Phúc đang vướng vào tiêu cực tại vụ Việt Á do phu nhân của ông gây ra. Và đây là cái cớ tốt nhất để ông Tổng thưởng công cho thuộc hạ trung thành là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Như tờ Thời báo .de đã đưa tin và phân tích, trong ba chân trụ đang chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư thì chân trụ Chủ tịch nước đang là yếu nhất. Chân trụ này vốn không có thực quyền, đã vậy ông Chủ tịch Phúc còn dính đến tiêu cực lớn nên rất khó có thể giữ lại cái ghế này cho mình. Đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, việc giữ được chiếc ghế Chủ tịch nước sau hội nghị Trung ương 6 đã là thành công rồi, chứ đừng nói gì đến việc tranh giành chiếc ghế với ông Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư. Đây là chiếc ghế rất quan trọng mà hai người này đang cố tình ngấp nghé. Theo như thông tin chúng tôi có được thì hiện nay ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang bị áp lực khủng khiếp. Phía kèo trên đang đưa ra điều kiện, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc tự nguyện xin nghỉ vì lý do sức khỏe hay lý do nào đấy, miễn sao hợp lý thì gia đình ông được an toàn, được giữ lấy tài sản khổng lồ mà bao nhiêu năm qua họ đã làm ra dựa trên danh tiếng của ông. Đó là những tài sản bất minh. Còn nếu ông Chủ tịch Phúc quyết định ở lại thì những gì mà vợ và con ông có được không thể đảm bảo. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang đã từ lâu rất cứng đầu nhưng cuối cùng cũng có cái chết hết sức bí ẩn. Thông báo 20 là một văn bản được lìa ra để hù dọa ông Chủ tịch nước và cũng là để hù những quan chức cấp thấp hơn. Có một số người đánh giá rằng thông báo này hù dọa các cấp thấp siêu chứ chưa chắc gì hù dọa được cá mập Nguyễn Xuân Phúc cả. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người làm chính trị thức thời, ông không trung thành với ai lâu dài cả. Ông có thể ngả sang ông Nguyễn Tấn Dũng nếu ông Nguyễn Tấn Dũng mạnh, và ông cũng có thể chiều lòng ông Tổng nếu ông Tổng mạnh lên. Đừng thấy bề ngoài ăn nói nhanh hề mà coi thường ông Chủ tịch Phúc là sai lầm. Như Thời báo .de đã có thông tin, giới quan chức trong Bộ Chính trị không ai coi thường ông Phúc cả vì họ biết con người ông rất thâm hiểm so với bề ngoài của ông. Còn một tháng nữa, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ chiến chiếc ghế để giữ. Nếu chống lại thì ông sẽ buông, còn nếu ông nhắm được trụ thì ông sẽ trụ. Hiện nay, thế và lực của ông Chủ tịch nước đều đang yếu nên khả năng ông sẽ bị ép phải rời chiếc ghế, được người ta trông đợi hơn. Tuy nhiên, người Việt Nam có câu 30 chưa phải là Tết. Chính trường Việt Nam là nơi hung hiểm. Ở vị trí tứ trụ sẽ không bị truy tố khai trừ ra khỏi đảng, mà là loại trừ nhau bằng hình thức khốc liệt hơn rất nhiều. Ông Trần Đại Quang đã từng nghĩ ông có những tay chân ở Bộ Công an nên không chịu rời ghế, và cái kết của ông thật bi thảm. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có trụ nổi hay không đang là câu hỏi rất lớn được đặt ra. Nếu đem ông Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc thì mỗi ông có một cái lợi thế riêng. Về nhãn quan chính trị, ông Trần Đại Quang không bằng ông Nguyễn Xuân Phúc, còn về thế lực hậu thuẫn thì ông Trần Đại Quang có vẻ như mạnh hơn. Ông Quang là tướng võ nhưng rất cứng đầu, còn ông Phúc thì uyển chuyển hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hai ông đều giống nhau là ở cửa dưới so với thế lực muốn họ rời ghế. Với ông Phúc thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thịt bò rát vàng mang xăng chữa lửa,
tính nhỏ mọn đã làm ngài Tô Bộ trưởng mất khôn. Mỗi một lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thường gắn với một hỗn danh không mấy tốt đẹp gì. Có nhiều người hỗn danh là bởi người đời gắn mác oan cho họ. Có người thì chính họ tự gắn mác cho bản thân mình. Với ông Tổng Bí Thư, người dân gắn mác lú cho ông xem ra là gắn mác oan. Bởi hơn 10 năm làm Tổng Bí Thư, ông ta đã tỏ ra rất tinh tường, chứ không hề lú lẫn như nhiều người đồn thổi. Mặc dù vậy, có nhiều quan chức bị nhân dân gắn mác không hề oan chút nào cả. Đây là hình ảnh tạo thương hiệu cá nhân của ông Tô Lâm. Ông cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh thì người dân gắn cho ông biệt danh là Mượt. Có lẽ vì đầu ông lúc nào cũng bóng mượt, rồi cũng có người đặt tên ông là Răng Chắt. Có lẽ bởi ông già mà hàm răng còn rất đều như những chàng trai trẻ vậy. Rồi thêm nhiều hỗn danh không hay liên quan đến chuyện lăng nhăng tình ái, mà những hỗn danh ấy chỉ được nói ra trên bàn nhậu hơn là viết ra thành văn bản vì nó khá tục tĩu. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng có câu nói nổi tiếng rằng mình có thế nào thì người ta mới như thế chứ. Ý nói là mọi kết quả mà ta nhận được đều có nguyên nhân từ ta ra. Vì vậy các hỗn danh mà người đời gán cho mỗi nhân vật trong bộ máy cai trị đều có nguyên nhân của nó cả. Tô thịt bò dát vàng có lẽ là một thứ hỗn danh khó mà tách khỏi con người ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hành động ăn thịt bò dát vàng gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, có thể hiện thói xem thường người dân khi mà một ông bộ trưởng dùng tiền thuế được cho là của dân để quẳng vào những món ăn xa xỉ, không đáng có, trong lúc người dân đang hết sức khó khăn khắp nơi vì đại dịch Covid-19, nhiều gia đình phải đói ăn. Thứ nhì, nói lên phẩm chất háo danh của ông bộ trưởng và là một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Miếng thịt bò không rát vàng và miếng thịt bò rát vàng nếu chế biến như nhau thì về độ ngon không khác gì nhau, nhưng ông bộ trưởng phải ăn cho được miếng thịt bò rát vàng thì mới chịu, thế mới ra oai được. Thứ ba là cho đến nay đã một năm trôi qua mà Quốc hội không hề chất vấn một hành động hậm hĩnh thiếu đạo đức của ông bộ trưởng Bộ Công an, cho thấy là cả bộ máy chính quyền đã và đang bao che cho thói vô đạo đức xem thường cái tài sản của nhân dân như thế nào và dưới con mắt của bạn bè quốc tế bị đánh giá bất kể ra sao. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm khá cay vì bị Bùi Tuấn Lâm châm biếm. Làm sao làm sai rõ thay vì phải lên tiếng xin lỗi trước nhân dân, ông Tô Lâm lại lộng hành hơn nữa vì cả bộ máy chính quyền bao che cho hành động ấy. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý cho biết khi một con người háo danh và làm những điều hậm hĩnh để khoe mẽ với thuộc cấp hoặc bạn bè thì hầu như những con người ấy rất nhỏ mọn. Họ tìm cách trả thù bất kỳ ai mà họ nghi ngờ châm biếm họ. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một trong những con người như vậy. Người dân thấp cổ bé họng, họ không thể áp lực để nhà nước thanh lọc những con người có phẩm chất đạo đức kém như ông Tô Lâm, thì họ cũng dùng những hình thức châm biếm để bày tỏ quan điểm của mình. Châm biếm những thói hư tật xấu chính là biểu hiện của những con người có trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Xưa kia không có Facebook nên cụ Nguyễn Khuyến đã dùng thơ để châm biếm thói hư tật xấu của quan lại hậm hĩnh và thói hư tật xấu của xã hội hiện nay. Bây giờ không thiếu những con người như vậy, nhưng họ châm biếm bằng những công cụ khác, muôn màu muôn vẻ và có tác dụng lan tỏa rất lớn. Trước đây khi hình ảnh ông Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng tại London đăng dày đặc trên các trang báo mạng thì nó đã tạo ra sự bất bình trong đa phần người dân tại Việt Nam. Với người có trách nhiệm xã hội thì ắt họ sẽ làm gì đó để độ châm biếm này, vì họ không thể chấp nhận một chính quyền có thể bao che trong bộ trưởng biến chất đến như vậy. Đây là hành động trả thù của ông Tô Lâm hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Ông Bùi Tuấn Lâm, tức Facebook Peter Lâm Bùi, 38 tuổi, cũng từng nhái lại hành động rắc muối của thánh rắc muối Giết Bê, đã biến món thịt bò rất vàng đút cho Tô Lâm. Lẽ ra ông Tô Lâm thấy hình ảnh như thế để sửa đổi bản thân thì ông ta lại ra đòn cho là rất tiểu nhân khi cho công an bắt chính Facebook này. Hành động của Tô Lâm không thể dập tắt đi hình ảnh xấu xa là há mồm đớp miếng thịt bò rất vàng, mà lại còn làm nổi lên hình ảnh một ông bộ trưởng rất nhỏ mọn, thù vặt và rất tiểu nhân. Hành động này của ông Tô Lâm được đánh giá là hành động lấy xăng để chữa lửa, chứ chẳng dập tắt được lửa gì.